Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình đăng tin để tìm vợ tìm chồng và tìm con. Thì anh em hiệp sĩ Bình Dương mới đây cũng ghi nhận đăng tải rất nhiều thông tin và là rất nhiều các bậc phụ huynh ở tất cả các tỉnh rất xa về để cầu cứu báo tin cho anh em hiệp sĩ Bình Dương là con học đại học hoặc con đang làm một công việc rất tốt rất ổn định và thậm chí làm bác sĩ luôn đã bỏ học và hiện nay đã mất tích. Thì nhà anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tìm hiểu ra thì hiện nay các con hoặc các sinh viên, các thiếu nữ, các bạn nam thanh niên niên ấy, thì hiện nay thì dính vào các đường dây đa cấp. Và đa cấp là gì? Thì hiện nay là các cô chú anh chị rất nhiều người chưa hiểu đa cấp là gì. Đa cấp là một hình thức lừa đảo, lừa cả đảo theo hệ số nhân. Chính vì lý do như vậy cho nên hiện nay rất nhiều người đang học đại học nhưng có thể là bỏ học ngang vì một số đối tượng xấu trên mạng, trên internet là một số công ty giả lừa đảo đa cấp. Đa cấp để mục đích chính là dụ dỗ con em chúng ta để bỏ học ngang xương đó để đi lừa đảo người khác, trước mắt là lừa đảo người thân và lừa đảo gia đình đó, sau đó mới lừa đảo xã hội và lừa đảo trên mạng trên internet. Thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã giúp rất nhiều các trường hợp, đến giờ phút này rất nhiều gia đình hiện nay đã tìm được con, lấy được tài sản và con đã thông minh và đã quay trở về. Bởi vì con trước khi vào đa cấp là bị một số đối tượng thành phần xấu là lợi dụng và đã tẩy não làm cho các con, các thanh niên, thiếu niên, đó, các sinh viên có thể là không am hiểu được nữa, gọi là mù. Đến lúc bây giờ tự dưng là mình thành như một người mình không am hiểu gì nữa và đã bị chúng lừa đảo. Anh em hiệp sĩ Bình Dương mới đây giúp một trường hợp ở tại thành phố Hồ Chí Minh là một chị nữ Việt kiều Úc đã bị lừa đảo 17.000 đô la cộng với 50 triệu và nhiều lần tiền khác. Thì thanh niên này hiện nay là thanh niên gọi là ô môi đó. Thì trong cái cuộc trò chuyện và tán tỉnh ở trên mạng thì chị nữ Việt kiều đã sập bẫy với thanh niên này là 17.000 đô la, với 7.000 đô la Úc và 50 triệu anh em hiệp sĩ Bình Dương. Tại sao có cái câu chuyện giằng co lâu như vậy đó mà lại không báo công an? Vì những cái câu chuyện này đưa ra công an là phải đưa, nhưng rất nhiều cái anh em hiệp sĩ Bình Dương không tiện chia sẻ trên mạng xã hội. Vì vậy cho nên anh em hiệp sĩ Bình Dương không phải không có kiến thức để làm việc cái vụ việc này, nhưng đó là cái cách để làm việc của anh em hiệp sĩ Bình Dương. Mong cô chú anh chị mọi người xem và hãy hiểu thông cảm. Còn hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một anh trai ở một tỉnh rất xa thì hôm nay về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình đăng tin để tìm vợ tìm con của mình. Dạ câu chuyện nào, kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép chào anh trai, anh có thể anh giới thiệu anh họ tên đầy đủ là gì? Em là Nguyễn Quang Ca. Mình đọc lớn lên, nói lớn lớn được không em anh? Là Nguyễn Quang Ca. Nguyễn Quang Ca ha. Rồi anh Nguyễn Quang Ca, anh sinh năm mấy? Em sinh 1977. Dạ 77, năm nay là hơn 40 nha. Rồi anh cho em họ biết là hiện nay mình nguyên quán ở đâu? Nguyên quán thì Hà Nam. Dạ. Còn mình sinh sống tại đâu anh? Thường trú tại Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Ồ, Nai. ồ từ bên Đồng Nai qua đây luôn hả? Rồi, hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm ai đây? Tìm người thân, Dạ. vợ và con. Anh có thể anh chia sẻ rõ hơn, lớn tiếng lên để cho các cô chú anh chị mọi người hiểu rõ là vợ anh họ tên và con anh họ tên là gì? Vợ là Trần Thị Giang, sinh 1986. Con trai là Nguyễn Hoàng Thiên Ân, sinh 2011. Nguyễn Hoàng Thiên Ân, 2011, năm nay 12, 13. Vợ 86 đúng không? Năm nay khoảng 38 tuổi hả? Dạ. Rồi, anh cho hỏi này, vợ anh và con của anh bỏ đi hoặc mất tích lâu chưa anh? Đâu đó độ khoảng là ngày mùng 1 tây tháng 6 là bỏ đi. Mùng 1 tây tháng 6 năm 2023 là vợ và con bỏ đi. Thời điểm bây giờ anh đang ở đâu? Thời điểm nó đi làm mà chưa về. Anh đi làm chưa về ha? Vâng, nhưng mà kiểm tra camera thì nó vào cái giờ đó. Anh có biết lý do tại sao vợ con anh bỏ đi không? Cái lý do thì khi mà đi rồi thì nghe bà con kể lại thì nó là vướng vào chuyện nợ nần của xã hội đen. Lợ lần sau đen. Rồi, anh cho hỏi này, vợ anh trước thời điểm mất tích là vợ anh đang làm công việc gì? Vợ ở đâu? Buôn bán bánh mì. Bánh mì bán lớn không anh? Một ngày bán được nhiều không? Nói chung là một ngày bán được khoảng là 6-7 ổ. Tập Nếu nếu mà thu nhập thì theo anh nghĩ là thu nhập một ngày được 100-200 ngàn không? Một buổi nói chung sáng hay là bán thì chiều? cái mức độ đó thì là đủ ăn, không phải lo lắng gì cả, còn tất cả mọi việc thì nói chung là em lo rồi. Nói chung là vợ anh chỉ phụ thêm thôi, gọi là nội trợ và phụ Và những thêm cái việc bán lớn, đồ ăn nói chung sáng. là những việc lớn thì em nói. Xin phép anh được mấy người con rồi? Dạ, hai người. Hai người à? Anh trên bé này là bé trai hay bé gái? Bé gái. Bé gái hiện nay con anh còn học không? Năm nay bao nhiêu Vẫn tuổi đang rồi? học, năm nay khoảng năm học lớp 10, 11. Rồi. Bây giờ này, theo anh đến giờ phút này vợ bỏ đi đúng không? Từ ngày mùng 1 tháng 6
phải không ạ? Dạ. Đến giờ phút này là khoảng hôm nay là 23 tháng 6, dạ, là 22 ngày qua. Dạ. Dạ. Anh nhắc lại là vợ anh đi lúc khoảng bao nhiêu giờ? Đi khoảng đó tầm, nếu mà camera thì có thể sai lệch một chút xíu, nhưng nó khoảng là 5 rưỡi đến 6 giờ trong khoảng đó. 5 rưỡi đến 6 giờ hoặc hơn một chút. Sáng? Buổi tối. À tối là 18 giờ. Dạ. 17 rưỡi, 17 giờ gọi 30 đến 18 giờ tối. Vâng, đúng không? Ngày 1 tháng 6. Khoảng 6 rưỡi tầm đó. Dạ. 18 rưỡi. Dạ. Anh cho hỏi này, vợ anh trước khi đi và con là mang theo những cái gì? Không mang theo gì, trừ trên camera nhìn thấy thì nó là những hai cái giỏ đồ nhỏ nhỏ. À. Và một chiếc xe AB, mà AB là AB mượn, chiếc xe mượn. Xe AB hiện đã mượn trả người ta chưa anh? Dạ chưa. Xe AB là cũ hay mới? AB cũ, AB của đời 2014 2015. À. Bảng số thì anh không nhớ, không biết. Anh lại không nhớ bảng số. Dạ. Xe màu gì anh nhớ không? Xe màu đen. Xe màu đen. 60B9. À. Xe màu đen. 60B9. Vâng. Xe màu đen. Dạ. Dạ. Còn xe màu gì thì xe lại biển số cụ thể không nhớ. Thì là biết tại chính tôi là người chủ không biết, tại vì người chủ thì mua cho con. À. Rồi con đi xong rồi sau này bà già bà không nhớ thì con đi lấy chồng thì con bỏ lại. Đến giờ phút là thực sự là cái biển số không nhớ. Dạ. Dạ. Anh cho biết này, cái cuộc sống hôn nhân kinh tế của gia đình anh có ổn không? Nói chung về kinh tế thì nói chung không kho, không có giàu, nhưng mà không phải lo nghĩ về chuyện mà phải vay mượn đến mức độ như vậy. Ừ. Không phải vay mượn hoài luôn. Ừ. Nhưng mà cái số tiền vay mượn này thì nó thực sự em không biết. À. Nó ở khi chi mượn cái số tiền này nó nằm ở cái việc gì có nhà không bao giờ hé lộ. Chẳng biết. Còn là không tiết lộ. Anh có thấy vợ anh đem đồ đạc hay mỹ phẩm hay là thùng chậu gì đó hộp đem về nhà? Tất cả những cái trường hợp đó thì không có. Mà thậm chí ăn mặc thì nó cũng là bình thường, nói chung là mình nói là dân quê. Ừ. Chứ không phấn son, không sửa soạn, không sửa soạn. À. Ăn uống thì cũng kiêm khem tiết kiệm, nhưng mà không biết làm sao mà nó ra số tiền như vậy thì anh. Rồi cho anh hỏi này, vợ anh có thường xuyên đi đâu vắng nhà hoặc không có nhà hoặc là chia sẻ không đúng thông tin mà đi đâu không? Ở nhà thì nó chính xác ở nhà, tại vì buổi sáng buôn bán thì đến từ gần trưa thì là chở bé đi học, rồi đến chiều thì là lại buôn bán thêm cái ba cái vịt này nọ, vịt quay, vịt này gì hấp cá bía. À. Vợ anh tự làm? Không, có người khác đến đổ. À, xong vợ anh bán? Vâng, thì à, bán tại nhà. Có nghĩa rằng theo anh chia sẻ là vợ anh gần như không có đi đâu ngoài nhà. Rồi, mà không đi hiểu lý do tại sao mà vợ anh lại mất một số tiền rất lớn. Yeah. Rồi. À, đến giờ phút này là anh đang nghi ngờ là vợ anh bị vay mượn xã hội đen, gọi giang hồ đi. Em thì nếu mà như em, sự nghi vấn của em á, thứ nhất á, là số tiền mượn. Vâng. Mà cái thứ hai cũng có thể là nếu mà bình thường nó không phải là người đua đòi hay chơi bời đó, mà mượn số tiền này thì có thể là bị lừa gạt cái gì đó mà nó dẫn đến cái tình trạng như ngày hôm nay. Còn bản thân nó thì nó không có chi tiêu hoang phí, ăn uống thì kiêm khem tiết kiệm chứ không có gì mà bị chê cả. Em vẫn là anh thế này. Dạ. Anh cho em hỏi, anh và vợ anh ấy là kết hôn nhau lâu chưa? Cũng lâu rồi. Khoảng mười mấy năm. Mười mấy năm ha. Dưới 20 năm. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Rồi. Trong cần đó thời gian anh có bao giờ giận vợ hoặc vợ giận anh bỏ nhà đi hoặc vợ có ý định gì không ở với anh không? Trong cái thời từ thời điểm đó đến giờ thì chưa có khi nào mà gọi là nói nặng. Chỉ có nếu mà chỉ có cá biệt hai lần. Vì những cái chuyện mà nói chung nó mình cần thiết nói, ví dụ như là phần mà nợ nần cái gì thì cũng phải báo cho mình biết để nhỏ hay to thì để mình thu xếp, thì không phải tự ý mà phải lo cho khổ cực như vậy. Dạ. Chỉ vậy thôi. Anh cho hỏi này, vợ anh ấy với anh ấy là hai vợ chồng có đánh cãi chửi nhau lớn tiếng? Nếu mà đánh cãi chửi bới hoặc chửi thề tuyệt đối là không có. Là không có. Anh khẳng định là không có. Khẳng định không có. À. Anh có nhậu nhẹt không? Bê tha gì không? Riêng nhậu nhẹt cờ bạc là em không. À, hoàn toàn không có. Không uống bao giờ. À. Nói chung là công việc thì biết đi làm. Nói chung là để mà vợ chồng gây lộn nhau là thì hoàn toàn không có. Tuyệt đối không có. Và những cái tệ nạn khác là anh khẳng định là không có. Dạ, không có. Rồi. Bây giờ chỉ nguyên nhân duy nhất là đến giờ phút này phải tìm hiểu ra thông tin cụ thể tại sao vợ anh bị lợn người ta khoảng 500 triệu. Vâng. Mà đến giờ phút này ôm con đi. Vâng. Đúng không? Vâng. Rồi. Anh chia sẻ này để em cũng ghi nhận. Và khi đi thì có một người phụ nữ mà bịt mặt không biết tên. Không biết tên mà cũng không ấy mày. Ừ. Bịt mặt không biết tên. Qua những bà con trong xóm. Ừ. Họ nói như là bạn đi cùng với người đó. Ừ. Mà người đó thì thực sự là nếu mà như bà con mà mưu diễn tả thì không có bà con thân thuộc, tại vì người đó là người miền Trung. À.
con gái Trạc khoảng bốn mấy tuổi, 41, 42. Anh có nghĩ rằng là vợ anh Trạc tuổi cũng trên dưới ngang tuổi người ta, có thể là ngang hàng phải lứa, có thể là quen biết nhau để làm ăn gì đó không? Cái vấn đề đó thì là thực tế là em không biết, nếu mà nó ở khu địa phương mình thì mình biết, nhưng mà cái này khi mà đi rồi thì mình mới được cái thông tin người ta nói như vậy. mới tìm ra. Bây giờ này này, em phân tích cho anh cái hai, anh có hai nguyên nguyên nhân để vợ anh vào quyết định ôm con đi, còn em chưa cần biết là những cái nguyên nhân tiếp theo, bởi vì hiện nay nếu anh chia sẻ, anh khẳng định những lời anh chia sẻ trên đội hiệp sĩ Hải Dương là đúng sự thật, thì em sẽ phân tích nhanh và rõ hơn để cho anh hiểu. Và anh một là quen biết với một số các phi công trẻ nước ngoài nha, vì lên mạng quen trên Facebook, bị một số thành phần xấu lừa đảo quen trên mạng, vợ anh quyết định yêu đương một cách là không biết và bị người ta lừa gạt nha, là cái số đấy là gần như là tuyệt đối. Em đang nghiêng về hướng đó là sẽ nhiều hơn, mà hiện nay rất nhiều chị em phụ nữ chỉ có ngồi nhà không, lâu lâu bấm điện thoại thôi, mà bị một số phi công, là gì, người ta nói là người ta phi công lái máy bay Đức, Nga, Anh, Pháp, Tiệp, Australia, Mỹ, vân vân và vân vân, người ta nói là người ta về Việt Nam người ta cần một người bạn đời này, cần một tình yêu này, hoặc cần có người đi cùng này, bây giờ người ta đang nhiều tiền đó đó. Rất nhiều chị em phụ nữ hiện nay Việt Nam mình đã sập bẫy, càng lông dân càng không ra ngoài, càng không va chạm càng sập bẫy nhiều, không cần người thành phố nha, có là ai cũng có thể, ai có lấy lòng tham hoặc có ý định mà thấy người ta đẹp trai là dính đỏ nha. Đây là cái hướng đầu tiên. Cái hướng thứ hai là em đang nghiêng về vợ anh chơi hoặc bị lừa đa cấp ở trên mạng, còn theo anh, em nghĩ là vợ anh nó là chứng khoán, là hoàn toàn vợ anh không thể biết về chứng khoán được. Những người mà liên quan chứng khoán là phải được học, phải am hiểu mới chơi chứng khoán được. Vợ anh chỉ cần lừa một là đa cấp, mà hai là bị một số phi công giả nha, phi công giả, anh hiểu không? Phi công giả là không có thật, hay chỉ hình trên mạng và nhắn tin thôi đó, và sau đó mình lấy lòng thương tình thương người ta, dù rằng mình vẫn ở với chồng. Em đã từng chứng kiến và từng gặp và từng tư vấn cho một chị nha, có chồng sống rất hạnh phúc nhưng say mê một chàng phi công đã chuyển số tiền hơn 1 tỷ, là có thật mà chưa được nhìn thấy mặt, những hình ảo không à. Nhưng cái vấn đề này thì cho em đính chính, Ừ. thực sự mà nói thì em cũng nằm bên bên mạng Ừ. nên thực sự là em đã kiểm tra tất cả các link Facebook thì tất cả nó không có những cái gì mà nghi vấn, là tìm cái gái không Ừ. và tái không thì họ hàng đúng luôn chứ không có cái vấn đề gì cả. Thì em nghĩ ở đây là một nó là như em thường suy nghĩ thôi, thì riêng cái phần mà trai gái thì nghĩ em biết từ đâu không Ừ. có, chỉ có nghĩ là một bị lừa. Lừa thì lừa, người ta dùng bùa ngải thì có thể không biết, nhưng cũng nghe dân gian nói thế. Và khi mà dính chỗ lợ nhiều quá rồi, cái bây giờ víu mà sợ là kiếm cách bỏ chạy, Rồi. và bên cạnh đó một cái cô này nữa mà có thể là một sự hậu thuẫn, mà không biết người này tốt hay người này xấu, hay có thể là dẫn dắt đi rồi có thể là vào những cái trạng thái là buôn người đó, em chỉ lo nghĩ vậy thôi. Bây giờ này, em hiểu ý của anh. Anh nói là vợ anh rất nghiêm túc, có thể là không ngoại tình, mình nói thẳng vậy đi. Nhưng em đang phân tích cho anh, vợ anh không ngoại tình đời thực nha, anh hiểu từ đó, không ngoại tình đời thực nhưng có thể ngoại tình vì nhiều lý do trên mạng nha, có thể là những cái link Facebook, bây giờ là link Facebook, nhưng mà trước đây á, những cái hình đó bây giờ người ta đổi, người ta lừa xong rồi đổi rồi thành công rồi, người ta đổi link lại hoặc người ta chặn, vì vậy anh không thể tìm được. Không có lý do nào đó mà vợ anh tự dưng mà chỉ có ở nhà mà vẫn có tiền, đúng không ạ? Phải không ạ? Không có Buôn tiền, bán cái tiền đó thì nói chung là không, em đang phân tích cho anh, buôn bán có tiền thu nhập, không đói không khổ, công việc lớn anh lo hết đúng chưa ạ, không ra khỏi cửa, không ăn gì, không lý do gì, tự nhiên là tiền thâm hụt đúng chưa, mà phải vay mượn đến giờ phút này bỏ trốn. Vì vậy nên vợ anh là chỉ có dính một là đa cấp là cái hệ lừa đảo em đã cảnh báo rất nhiều, đa cấp lừa trên mạng, lừa qua điện thoại nha, nó có rất nhiều thông tin lừa qua điện thoại không cần gặp mặt, và thậm chí chưa biết người ta là ai luôn vẫn bị lừa, gọi là hình thức đa cấp, nó có rất nhiều chiêu trò hàng tỷ cách khác nhau, đôi khi là mình biết thông tin nhưng mà cũng chưa chính xác được. Không có lý do là vợ anh bỏ trốn cả nha, đến giờ phút này. Nhưng thôi, cái câu chuyện đó mình gác lại, bây giờ quan trọng tìm vợ, nhưng tìm vợ nhưng phải đi đúng hướng thì sẽ tìm được, còn khi đi không đúng hướng thì vợ không biết đường mò mà mình không được tìm, thì hoàn toàn là tìm kim dưới đáy biển, đúng không ạ? Em đã đi tìm nhiều lần rồi. Dạ. Ở trong 22 ngày qua em nghĩ rằng chắc chắn là anh một người thương vợ, một người đàn ông trụ cột gia đình, đúng không? Anh một công việc rất ổn định và vợ chồng này sống rất hòa thuận.
chắc chắn anh sẽ phải tìm vợ. Nhưng mà anh tìm thì chắc chắn là khó. Đúng không? Đến giờ phút này 22 ngày qua anh đã gọi điện hoặc nhắn tin, hoặc vợ anh có gọi báo cho anh là em đang ở đâu không? Dạ, tuyệt đối là không. Không. Vâng, cái nhắn tin á, thì em nhắn thường. Nhưng mà cái đầu tiên á, thì đi khoảng một tuần em nhắn tin á, thì có nghĩa là em báo là ở cái việc đó thì tôi biết rồi. Nói chung là không đến lỗi lớn lắm, nói chung là không sao. Thì cứ đi chơi cho thong thả, cho tỉnh, cho bình tĩnh, rồi về. Và cái thứ hai là bây giờ trước mắt là đi, khi đi thì người ta nhắc nói là cầm 4-5 triệu đi. Thì em bảo bây giờ trước mắt thì giờ anh gửi cho 4 triệu của tài khoản. Thì cứ lo mà ăn rồi làm sao để cho thoải mái tư tưởng. Rồi nếu mà nhận được được tiền, biết là nhận số tiền nhận được tiền, nhận ok là biết. Nhưng mà thực tế em nhắn thì rất là nhiều. Và tin nhắn theo em biết thì là tin nhắn đã gửi thành công chứ không bị hồi lại tin, nhưng mà không trả lại tin, không nhắn một lời nào hết. Có nhận nhưng không hồi âm. Vâng, có nhận. Tại vì như em biết thì khi mà gửi trong thời gian nhất định khoảng 72 tiếng đồng hồ thì lập tức tin nhắn đã hồi lại. Đó, thì em thấy thôi, thế không hồi lại. Đó, nhưng mà em cũng đã từng đi tìm, phải tìm rất nhiều lần. Nói chung là cũng có hình ảnh để cho bà con nhận diện. Thì nói chung một số bà con thì quen, nhìn mặt quen. Nhưng mà thực sự mình thì em tìm thấy có thể là họ ở trong nhà cô bạn này, không phải cứ vô vào phòng trọ này nọ thì em không được thấy. Nói chung là em toàn kiếm quả. Đến giờ phút này anh đang nghi ngờ là vợ anh đi về hướng nào, mà vợ anh liệu khả năng ôm con đi như thế này, một bé trai 11-12 tuổi thì... mà không nghề không nghiệp hiện nay thì anh nhắm liệu có sống nổi không? Thì theo anh chắc chắn là không sống nổi. Theo anh cái tỷ lệ đầu tiên là em nghĩ là có thể là làm chuyện mà nó bây giờ nghề nghiệp không có, là vướng con vướng cái, không thể đi làm trên công việc được, phải đi học này nọ nữa. Đó, phải trông coi con thì cái cơ bản có thể là theo a luôn, rồi khi bí quá là làm cái chuyện mà nó không làm bậy, nó không chính thống. Làm bậy. Vâng. Đúng không? Đó. Và thứ hai là khi nhận diện cái cô bạn đi cùng là những anh chị em mà tại khu vực, nói thì cái người này nói chung là về cái cách ăn mặc nó không được chính chắn. Đó. Thì chính vì thế thì em rất là lo. Với thứ hai là không chính chắn thì có nhiều đường, có thể là dẫn dắt đến cái chuyện mua bán người, rồi chuyện tay nọ. Nó có nhiều hình thức. Thì nói chung là em lo cái chuyện mà nó xui rồi. Còn mọi vấn đề thì nói chung là vấn tiền nợ thì em không có lo. Thực sự mà nói thì em cũng hiểu về vấn đề lợi xã hội đen. Thì nói chung là bây giờ quay chết người, không ai đánh chết người. Và mà nó phải sợ nó trốn chạy vậy. Và bản thân em cũng chẳng bao giờ mà đánh chữ. Thì làm gì mà nội phải chạy như vậy. Đó, thì em nghĩ thì có khi là em nghĩ là nó bí quá, nó khiến số nợ lớn quá rồi, nghĩ không thông. Nó chạy trốn. Em vậy thôi. Anh nhìn lại cái hình này của anh, của vợ anh và con anh, và hình bên ngoài đời thực là vợ anh có giống nhau không? Chính xác 100%. Rồi. Anh cho phải là vợ anh ấy là nhìn bên ngoài liệu theo như một không, mình không nói là mình là chồng, mình là một người khách quan đây, một nhìn người hàng xa lạ, nhìn có dễ thương không? Nhìn thì độ y vậy luôn. Nói chung là cũng rất dễ thương đúng không? Vâng. Còn con anh là cao khoảng mét mấy rồi? Nó thì nó nặng khoảng 50 ký, gần 60 ký. Và cao thì không, nó khoảng là cũng 1m3 đến 1m34. Còn mẹ cao khoảng mét mấy? Thì nó nằm ở cái thương mà khoảng là thước năm mấy còn lại. Thước 6, nói chung là cứ to cho thước 6 thì em chưa đo. Và dưới 1m6. Vâng. Áng như vậy đi ha. Vâng. Rồi. Nói chung hình này là mê bên ngoài là giống nhau. Vâng. Còn bây giờ ăn mặc kiểu gì thì mình không biết. Vâng. Đúng không ạ? Anh đang nghi ngờ là vợ anh hiện nay thì gọi là mình sợ về lợi lật. Vâng. Người ta có thể người ta gọi điện. Vâng. Đúng không? Thứ hai là trốn tránh mà gặp những cái người mà không có đàng hoàng rồi đưa con cái vào những đường mà nó tối tăm và đưa chính cả bản thân họ để vào tới ăn được. Anh cho mà này, từ hôm vợ đi đến giờ phút này 22 ngày qua đã có một ai đến đòi tiền chưa? Họ đến họ đòi nhưng mà họ không biết là trốn thôi thì họ không đến. À, người ta có chia sẻ là mượn để làm gì không? Thì họ không nói, họ chỉ là mượn tiền. Có bạn kia hỏi là bây giờ nó mượn tiền của cô. À, thế em nói về cái chuyện mượn của cô đó, con không biết nhá. Bây giờ nếu mà cô đích thực mà cô thương nó, cô cho mượn đó, thì cô phải hỏi là kêu người thân ra đây. Cô cho mượn số tiền rất là lớn như vậy, một ngày góp bao tiền đó. Nếu cô bình thường cô phải nói con, nhưng trong trường hợp này thì cô đừng hỏi con, tại vì cô là người phá gia đình con, nên cô đừng hỏi con gì đó. Mặc dù con có biết thì con không chịu. Đó là những lời con nói, đích thực, những lời em nói.
Đây. Bởi vì hiện nay thì vợ anh gọi là trước ở nhà một cái công việc rất là ổn định đúng không? Vâng. Tự dưng đến giờ phút này bỏ trốn mà cả hai mẹ con nó Thì mất khi mà lộ ra thì là cái số nợ này có nghĩa là tích. nó được bưng bít trong khoảng 2 năm. Ồ, vậy là lâu rồi. Nó không phải là mới đâu. Vâng. Anh cho bảo là cái Facebook của vợ anh là xài lâu chưa? Facebook thì xài khá lâu rồi, lâu lắm rồi. Vợ anh ngoài Facebook là còn có cái trang mạng nào khác không? Không. Tại vì nó không có trang mạng, mà chỉ có một là nó lên nó mua hàng livestream thôi. Anh cho hỏi là cái những cái chuyện tế nhị nhất là hàng đêm ngủ ấy, là vợ chồng mình có bình thường không? Nói chung là Có khác thường hay bình thường? Theo anh. nói chung không có khác gì cả, Là không có gì thay không có đổi. gì đâu. Bắt chính vì đầu chính vì thế thì em mới có một cái vấn đề suy nghĩ. Một là nợ thì đúng là nợ, thì nếu mà không trả được thì có thể sợ giang hồ nó đánh hoặc là nó uy hiếp con mình à, cũng chờ thế. Cái vấn đề thứ ba là sợ em lớn quá bây giờ rồi em có thể là dùng bạo lực. Đó chỉ có mấy trường hợp đó thôi nó trốn. Và bây giờ này khi khi mà nó đi thì có một người bên cạnh nói lại là chính họ cũng là người xúi đi. Vâng. Thì họ cũng kể lại rằng ông để ý là nó hay đi vào lúc khoảng 6 giờ nửa tiếng hoặc hơn xíu, có nghĩa là đi trong khoảng nửa tiếng đâu hay lại hoặc hơn tí đi nữa lại, có biết gì không, nợ đến nó trốn. Thì chính bản thân em có hỏi là tại sao nó đi mua đi giờ đó mà nó mua hàng cho bà, có nghĩa là nhập hàng tạp hóa về nhưng mà thực sự trốn, và thực tế là trốn con nợ. nhưng mà đúng thế thật, đúng Thì hàng ngày anh vẫn thấy thế thế vâng, thật. thì có nghĩa là họ nó trái ra nó đi mua hàng thôi, Nhưng mà tại sao người ta không tới giờ khác mà tới đúng giờ đó, có nghĩa là cái giờ đó là bọn đi thu tiền tiền ngày tiền góp? thì có. Ồ, thu tiền góp thì đúng rồi, và nó khủng bố rất kinh khủng. Đến giờ phút này là vợ anh đi là đem cả điện thoại đi luôn. Dạ, cái điện thoại đó là hiện nay anh còn gọi được không? Không ai số gọi được, Có nghĩa là người khác gọi được không? không ai gọi được luôn. Rồi, có là tắt số luôn không? Rồi, bây giờ này, cái cuộc trò chuyện của anh em mình ấy, là đến giờ phút này cũng trên dưới 20 phút rồi. Đúng không? Những câu ngôn từ của anh chia sẻ đội hiệp sĩ của Bình Dương ấy, là em hiểu và chắc chắn các cô chú anh chị mọi người sẽ hiểu. Đúng không? Nhưng mà ai cũng mong muốn giúp anh biết thông tin chính thức vợ anh và con anh đang ở đâu để giúp vợ con anh quay trở về. Còn chuyện gì cũng có cái hướng xử lý, đúng không? Rồi bây giờ này, anh có điều nào anh muốn chia sẻ thẳng thắn trên video này để hy vọng là vợ và con của anh xem được và vợ con của anh hiểu được. Nói Và chung một là thì liên hệ lại cho anh. cái mà tất cả những cái em muốn nói thì em đã gửi tin riêng rồi, nhưng mà còn nên trên mạng này thì em nói là tất cả số tiền nó đối với em thì nó không quan trọng, tại vì em cần người chứ em không cần tiền. Vâng. Tại vì cần người có sai biết sửa rồi làm lại, không còn cái tiền có thể là mất nay làm lại ngày mai. Có lẽ là theo như anh mà anh chia sẻ hôm nay ấy, là có lẽ là vợ anh không may lầm đường lạc bước, đúng không? Không may có mất số tiền đó vì một lý do nào khác, bất kể lý do nào khác, nhưng không may đã lỡ rồi. Nói chung là Thì không truy cứu. rồi thì bây giờ quay về, đúng không? Vợ chồng chấp nhận vẫn thương yêu nhau Nói chung là bản và thân em từ ngày xưa em cũng chưa bao giờ em coi số tiền là lớn cả, mặc dù em chỉ nghĩ là làm sao để nó không phải khổ, tại cái gì em đánh được em đánh cho, chứ không cần phải nó phải lo nghĩ nội như vậy. Em chỉ nghĩ thế thôi, chứ còn em không bao giờ chắc lép hay là chửi bới gì cả. đến giờ phút này anh khẳng định là nếu như vợ và con của anh biết lỗi quay về, đặc biệt là vợ của anh về nói anh một tiếng, anh có tha lỗi cho Nói vợ chung không cần nói với em, nói chung là chỉ cần biết là tôi cố gắng sửa lại là con người hoàn thiện, đừng có mà sa ngã một cái chuyện thậm tin chí tưởng không người cần lên khác. tiếng cũng được, đúng không? Và Rồi, không cần nói em anh hãy là mời anh hãy nói chuyện thẳng thắn này cho vợ anh tin tưởng và vợ anh xem lại video này, chắc nói chắn chung là anh em khẳng định mang nhà vợ anh sẽ xem video này. không nói Rồi, chung thì nó có thể nó nghĩ em đã đánh thì đánh anh em, hãy lên tiếng nhưng đi. mà thực sự là chưa bao giờ em đánh nó. Cái thứ hai là chưa bao giờ em coi số tiền mà nó lớn hơn tất cả, từ người ngoài đến người thân, chứ chưa bao giờ là em còn số tiền này lớn hơn tất cả Rồi, mà anh hãy chia sẻ thẳng thắn đi, đó. nó rõ hơn. Thì em chỉ anh mong là anh nói chuyện nó với vợ anh, họ tên vợ anh nói chuyện đầu đuôi câu chuyện để cho vợ anh hiểu, để cho vợ không, cái anh tâm tư thì em cũng để kể kể hết thì anh rồi. cứ nói cho vợ Vâng. anh, để Thì anh có đọc nghĩa tên đi là cho vợ anh biết. cái số tiền đó nợ là thế nào nữa, nói chung là nó không quan trọng, chỉ quan trọng là quay về rồi lo lắng làm ăn, đừng đừng có tin người hoặc là bất cứ hình thức nào, tại vì không truy cứu thì không biết cái tình huống việc lấy thế nào, nhưng mà nói chung là đừng có tin người và cố gắng là tập trung lo làm ăn, không tin ai người xã hội cả, lo làm nuôi con thế thôi. Nói chung là anh hôm nay anh chia sẻ câu chuyện là rất là ngay thẳng, em hiểu được cái cảm giác của anh, nó chia sẻ nó rất là ngay thẳng, anh không có vòng vo tam quốc, đúng không? Rồi thì hôm nay anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương cũng ghi hình và đăng tải thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội, mục đích chính là tìm được vợ và con của anh đang ở đâu để báo tin cho anh hoặc đưa vợ con anh quay trở về cùng gia đình anh nhé. Dạ, thì anh có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương ghi hình và đăng thông tin lên tất cả trang mạng xã hội không? Đồng ý. Rồi, em cảm ơn những cuộc chia sẻ của anh. Dạ, cuối video này em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ quân Thủy Dương,
em gửi lời chúc sức khỏe anh cũng như toàn thể gia đình. Hy vọng ở trong gia đình anh luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng trong những ngày sắp tới anh em Hiệp Chí Bình Dương sẽ sớm biết được thông tin chính thức vợ và con ở nhau, giúp vợ con anh quay trở về anh nhé. Dạ, cuối video cho phép công Trần xin thay mặt đội Hiệp Sĩ Quân Dương xin gửi lời chào để chúc sức khỏe toàn thể cô chú anh chị. Thì đây là tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo, một anh trai này về tìm vợ báo tin là vợ và con trai đã mất tích. Đến giờ phút này biết được thông tin là vợ và con trai không may đã bị một số đối tượng xấu đã đến nhà gọi là đòi tiền. Đến giờ phút này là không biết là tiền lý do gì chưa biết, nhưng mà khoảng trên dưới 500 triệu. Câu chuyện này phải nói là còn rất nhiều bí ẩn. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy chia sẻ giúp đội Hiệp Sĩ Quân Dương để đội Hiệp Sĩ Quân Dương sớm tìm được hai mẹ con của chị gái này ở đâu. Dạ, xin thân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị bạn nhé.